Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại thứ 9 nằm trong về đề tài về kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức do kênh truyền hình VTV tổ chức và thực hiện. Trong các số đối thoại vừa rồi, chúng tôi đã cùng các khách mời nhìn nhận về thực trạng của việc kê khai tài sản thu nhập cán bộ công chức hiện nay. Và đặc biệt là trong 3 số gần đây nhất thì chúng tôi đã cùng phân tích về nội dung của bản kê khai tài sản thu nhập cũng như những kinh nghiệm của các nước trên thế giới, đặc biệt là trong số đối thoại tuần vừa rồi. Đến số đối thoại này, chúng tôi lại tiếp tục mời đến các khách mời ở những vai trò, vị trí khác nhau để cùng bàn về thực trạng của việc kê khai tài sản thu nhập hiện nay, cũng như cách thức chúng ta có thể giám sát từ người dân công khai lên trên website, hay là những cơ chế giám sát như thế nào để việc kê khai tài sản thu nhập thực chất không nặng tính hình thức như hiện nay. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Nhà sử học Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên trưởng khoa chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Luật sư Phạm Thanh Sơn, trưởng văn phòng luật sư Nam Hà Nội. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ, và tiếp tục trao đổi về một chủ đề mà khán giả của VTV rất quan tâm, và tôi nghĩ là tất cả người dân, tất cả mọi người đều quan tâm tới cái nội dung này, đó là những nội dung liên quan tới luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Thì trước khi mà chúng ta bàn về bản kê khai là một trong những nội dung của cái việc phòng chống tham nhũng ạ, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Kinh nghiệm của nước ngoài thì thực ra họ không có bản kê khai này đâu. Và nhiều nước cũng không có cái luật phòng chống tham nhũng, nhưng mà họ làm rất tốt. Thí dụ như là Tổng thống Nga Vladimir Putin, tức là trước khi bầu cử Tổng thống tháng 3 năm 2018, thì ông ấy tự nguyện, ông ấy công khai tất cả những cái tài sản của tôi có như thế này. Một cái căn hộ ở Peterborough 78 m², thì ông nói rõ ràng như thế. Một cái gara ô tô 18 m² này, ở Peterborough. Và cái ở Moscow thì tôi có một căn hộ 3 phòng ngủ 178 m² và hai cái gara ô tô, tôi có hai ô tô. Nói rất đàng hoàng, lương của tôi bao nhiêu này? Lương của tôi là 120 mấy nghìn đô la một năm rồi. Thì cái đó là rất là công khai, rất là rõ ràng, và dân người ta cảm thấy rằng ấy là ông ấy thực sự là một cái người trung thực. Và cả thế giới đều biết rằng là cái tài sản của ông như vậy. Quan điểm của tôi thì nghĩ là cái xu hướng mở ấy là xu hướng toàn cầu. Và bây giờ các nước trên thế giới thì cũng đang nói nhiều đến cái khái niệm gọi là chính phủ mở hoặc là chính quyền mở. Thì để đạt được cái tiêu chí mở ấy thì họ phải đạt được rất nhiều 4 cái tiêu chí. Nhưng một trong 4 cái tiêu chí đấy là mở về công khai tài sản. Cái bản kê khai tài sản mà Việt Nam hiện nay quốc tế đánh giá theo cái World Bank ấy, Ngân hàng Thế giới đánh giá, thì ta mới chỉ đạt được điểm là 2/4, và 4 là điểm cao nhất. Bởi vì 2 là chúng ta có kê khai nhưng chúng ta chưa công khai. Mà trên thế giới có hơn gần 80 nước trên quốc gia trên thế giới là đã đạt được cái tiêu chí này rồi, và họ được điểm 4/4 luôn. Tôi cũng muốn đưa một cái ví dụ rất là cụ thể là trong trường hợp một cái ông gọi là ông thủ tướng của nước Croatia, là nước Nam Tư cũ, đúng không ạ, năm 2009 ấy, thì tại sao ông bị từ chức? Có rất là nhiều lý do ông dính líu vào tham nhũng, bị cáo buộc tham nhũng. Nhưng một trong những lý do liên quan đến cái chủ đề chúng ta đang thảo luận đấy là ông ấy đeo một cái đồng hồ trị giá 150.000 đô. Nhưng báo chí là không, khi mà soi lại cái bản kê khai tài sản của ông ấy được công khai như anh nói đấy, thì lại không có. Và người ta dùng cái đấy, cái lý lẽ đấy để tiếp tục buộc tội ông ấy, và ông ấy phải từ chức. Đó, đấy là cái ông mới đây thủ tướng đó. Canada đeo một cái đồng hồ đó. 200 đô được một cái doanh nghiệp họ tặng thôi, nhưng mà ông ấy cũng không căng công khai và ông không nộp lại, thì cuối cùng ông phải xin lỗi cái đó, và ông phải nộp lại. Thế nên cái việc công khai nó phải nghiêm túc như thế. Cái vấn đề là công khai minh bạch là một cái cần thiết, đầu tiên là cần thiết công khai, nhưng mà công khai ở đâu, ở chỗ nào? Không phải ta công khai là public trên cái mạng đại chúng, mà chúng ta có thể công khai ở ngay trang web của từng đơn vị. Vâng, đúng ạ. Từng đơn vị. Và từng cái đơn vị đấy nó có trang web hoặc có trang web. Mà trang web đấy là sẽ có một cái phần để nói về các cái bản kê khai của các cái cán bộ công chức. Rất là đơn giản. Và ai có nhu cầu thì họ vào đấy để họ có thể kiểm tra, có thể xem. Nhưng không thể public trên toàn cái hệ thống của cái công cộng thì cũng không nên, mà nó chỉ dừng lại ở đấy để làm sao ai có người có trách nhiệm, có nhu cầu thì họ sẽ quan tâm, thì họ sẽ vào xem.
Thưa các khách mời, phần tổng hợp vừa rồi chúng tôi đã đưa tới những cái thông tin mà các số trước các khách mời đã đề cập tới, thì cũng như là các khách mời các số trước thì chúng tôi đều gửi các khách mời số này bản kê khai tài sản thu nhập theo cái mẫu hiện nay ạ. Thì tôi chắc chắn rằng là ông Quốc hay là ông Thọ thì cũng đã đều phải thực hiện cái bản kê khai này rồi ạ. Thì với những nội dung như vậy thì các khách mời khi kê khai cảm thấy là đã đầy đủ chưa, đã dễ dàng để mình có thể kê khai trung thực, kê khai một cách không hình thức hay không ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Quốc ạ. Khi mà cái chủ trương này ra thì tôi đã về hưu rồi, cho nên là cơ quan không có, cùng với công chức không có, nhưng khi tham gia Quốc hội thì cũng có khai. Và quả thật là cái khai những nhất là những lần đầu tiên thì tôi thấy đúng là hoàn toàn hình thức rồi. Tôi rất nhớ đến một cái cảm nhận của tôi khi bắt đầu vào Quốc hội, lúc đó bầu những một số chức danh quan trọng của nhà nước thì cũng xem bản cái khai. Tôi nhớ bản khai viết tay còn nguệch ngoạc lắm, còn thiếu thốn, như thậm chí có vị bảo là còn đang vì đang công tác chưa làm được hết, vân vân. Thì tôi có phát biểu ở Quốc hội rằng là thì các vị nghèo quá, đánh pháp đổi Nhật thì có thể lúc đó còn nghèo, chứ vì xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa thì phải giàu chứ, thì mình phải làm gương làm giàu cho thế nào. Như thế có nghĩa là cái câu chuyện là kinh doanh tài sản lẽ ra là chuyện rất bình thường, nhưng hiện nay rất nhiều người nhìn vào nó với đầy cái sự ngờ vực là có thực hay không thực. Và chính vì thế tôi chỉ cho rằng là cái việc làm này là việc làm tuy nó mang tính chất thủ tục hình thức thôi. Và cho đến bây giờ cái băn khoăn nhất của nhiều người là những cái điều được ghi trong giấy trắng mực đen nên nó có thực hay không thực. Nhưng tôi cho là điều là hết sức cần thiết. Cần thiết không phải chỉ với một số cái người mà được gọi là người công chúng, quần chúng quan tâm đến, mà tôi cho đến một lúc nào đó nó là của mọi người. Vì tài sản là cái quyền của mình, quyền tài sản của mình. Ông Cốt nói là nghèo quá có nghĩa là trong bản kê khai này là số tài sản nó quá ít đúng không ạ? Quá ít. Không thể nghĩ là một đại biểu Quốc hội mà tài sản chỉ có như vậy à? Không, lúc kia là bầu các chức danh lãnh đạo cả. Vâng. Chứ không phải đại biểu Quốc hội. Vâng. À, còn ông Thọ thì như thế nào? Vâng. Thì tôi thì cũng bây giờ cũng thôi quản lý rồi. Nhưng mà tôi lúc bắt đầu tôi kê khai tôi nhìn thấy một cái bản tài nó như thế này. Và kê khai thì tôi cảm thấy có nhiều chỗ thì tôi cho là quá chi tiết, từ cái xe đạp rồi từ cái xe máy cũ rồi vân vân cũng kê khai, thì có những cái thứ thì nó quá tế nhị bởi vì cái sổ tiết kiệm anh bị khai vào đó. Thế rồi nhưng mà có một cái vấn đề là người ta băn khoăn ấy là anh kê khai đấy, thế nhưng mà luôn luôn trong tâm lý của những cái người gọi là kê khai cán bộ công chức, ví dụ như chúng tôi thời chúng tôi kê khai là từ trưởng phòng trở lên, thì nó có một cái điều là khai để làm gì, người ta đặt ra vấn đề là như thế. Thế thì kê khai để quản lý, nếu chúng tôi được hiểu là như thế, quản lý cán bộ. Thế nếu mà giàu thì người ta nghĩ thế nào, chúng tôi phải nghĩ như thế chứ. Thế rồi nếu mà anh nghèo thì anh có phải là thuộc diện quy hoạch hay không, rồi rất nhiều vấn đề. Nhưng mà sau khi kê khai rồi thì tôi mới thấy một cái vấn đề là như thế này, cũng là tổ chức hội nghị của cán bộ công nhân viên anh phải công bố những cái việc đó. Thế rồi cái cấp trưởng phòng như chúng tôi thì là tất cả anh em phải nghe, phải theo dõi. Thế còn giám đốc thì lại theo một cái cỡ khác, tức là cái cỡ anh vụ trưởng đấy thì nó là một cái cấp khác. Thế sau đó thì cũng theo quy định của đảng và nhà nước ấy là cũng phải niêm yết cái bảng trong công ty đấy, trong cơ quan đấy. Thế nhưng mà rồi thỉnh thoảng cũng có người liếc vào. Nhưng mà cái này là quan trọng này. Cũng có những cái xì xào ở bên dưới. Xì xào của những cái cán bộ công nhân viên ở trong cơ quan ấy. Ở bên dưới là ông này như còn có cái này, ông này còn có cái kia. Nhưng có ai dám nói không? Tôi thấy rất nhiều năm rồi chẳng ai dám nói. Bởi vì cái không có bằng chứng. Mà thậm chí là những cái mối lo bị trù dập hoặc là không cân nhắc họ, khiến cho họ không nói thật. Cái này là cái nỗi đau của cái việc kê khai và cái gọi là hình thức. Và như chị Phương Chi vừa rồi có nói, thế thì ở đây nó có một vấn đề rất rõ ràng là cái bệnh hình thức. Bệnh hình thức này thì nó thể hiện cái như thế này, nhiều khi người ta không muốn công khai những cái thứ này, kể cả cái phía nhà nước, phía cấp trên cũng giống như là từng cán bộ công nhân viên, người ta không muốn công khai. Đây là cái khó nhất.
Chứ còn kê khai này, tôi đồng ý với đại biểu Dương Trung Quốc rằng là nó là chuyện bình thường. Anh cứ kê khai đi, trung thực. Còn sau đó là có cách để chúng ta hậu kiểm. Nhưng mà bản thân cái việc kê khai người ta cũng đã là mang nặng cái tính tâm lý rất là nặng nề. Xong hình thức để làm gì mà tôi thấy rõ ràng như thế. Và chắc là mọi người cũng đều hiểu là sau rất nhiều lần kê khai đến bây giờ thì tôi thấy chưa ai nói rằng cái bản này nó sai bao nhiêu phần trăm rồi vân vân. Rất nhiều nơi kể cả là cán bộ lãnh đạo cấp cao cũng lẫn như cấp trung, tức là cấp phòng ấy. Thì tôi thấy chưa thấy nói cái đấy. Thanh tra chính phủ cũng có một con số thống kê là nhận 1 triệu bản kê khai nhưng mà chỉ phát hiện ra một vài trường hợp, thậm chí là hơn 10 trường hợp thôi ạ. Cũng rất là ít ỏi. Nhưng vấn đề là phát hiện bằng cách nào? Ai phát hiện? Ông Sơn nghĩ nào? Vâng, tôi thì tôi cũng đồng quan điểm với cả hai vị khách mời. Tuy nhiên thì tôi thì đứng trên góc độ pháp lý. Thế thì hiện nay về mặt pháp lý mà nói thì ở đây chúng ta phải hiểu tính nguồn gốc. Bản chất của cái việc kê khai mục đích là gì? Mục đích là để minh bạch về mặt thu nhập, giảm cái khả năng gọi là dùng các lợi dụng chức vụ và quyền hạn hoặc một số các lợi thế nào đó nhằm để tạo ra một cái nguồn lợi cho mình. Và cái kê khai này để nó kiểm soát cái điều đó. Thế nhưng mà thật ra thì ở trên cái góc độ pháp lý ấy, thì nó lại có một cái hơi khác một tí. Là việc thu nhập thì đương nhiên là nó phải có nguồn gốc. Nhưng mà việc kiểm soát thu nhập thì về mặt cơ chế pháp lý là phải có. Nhưng hiện nay thì về mặt cơ chế pháp lý của chúng ta thì chúng ta chỉ có hệ thống thang bảng lương trả lương. Nhưng mà việc nối mạng giữa các cơ quan, việc kết nối tài khoản cá nhân dựa trên nguyên tắc là số chứng minh thư nhân dân hay còn gọi khác là cái số an sinh xã hội ấy, thì hiện nay giờ chúng ta chưa làm. Như vậy thì về mặt cơ chế pháp lý là chúng ta muốn kê khai nhưng về mặt cơ chế pháp lý thì chúng ta chưa đảm bảo cho cái việc để kiểm soát việc kê khai. Đó thì cái đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là trong cái quá trình mà thực hiện việc kê khai, việc đặc biệt là vấn đề liên quan đến tiền mặt. Mà hiện nay bây giờ xã hội chúng ta hiện nay bây giờ cũng thú thực luôn là chúng ta hiện nay đang là một xã hội tiền mặt. Việc kiểm soát tiền mặt là không phải là dễ dàng gì. Đấy, do vậy là có thể là có một cái nhà, có năm cái nhà, có một vài ba cái phương tiện khác thì cái chuyện kê khai là không có gì khó cả. Nhưng mà có bao nhiêu tờ tiền, 500.000 hoặc là 100 đô ở trong tủ thì chỉ có ông ấy biết thôi. Còn không ai thì biết được. Mà cái này thì không thể nào mà có thể xác nhận được. Cho vậy thì cái câu chuyện đặt ra là cái việc kê khai này thì nó đặt ra cơ chế là vừa là công tác cán bộ, vừa là công tác pháp lý, vừa liên quan đến luật chống rửa tiền. Nhưng mà rồi cuối cùng câu chuyện đặt ra là cái việc cái khả năng kiểm soát của chúng ta bây giờ là không phải là dễ. Vâng. Chính bởi vì nó không kiểm soát được cho nên nó mới tạo ra tính hình thức. Chứ còn nếu nó đã kiểm soát được thì đương nhiên là nó sẽ không mang tính hình thức rồi. Vâng. Được không? Đó. Cái việc kiểm soát này chắc là chúng ta sẽ bàn ở phần sau một chút nữa. Tuy nhiên ban đầu chúng tôi muốn nói là cái tự trọng, cái ý thức của mỗi người khi mà kê khai ấy, thì làm chúng ta nên kê khai một cách đầy đủ và trung thực. Thì rõ ràng cũng gặp những vấn đề khó. Không biết là ông Quốc có gặp vấn đề khó như là ông Thọ khi mà kê khai thế không? Cá nhân tôi thì không thấy vấn đề gì nó quá lớn. Khó khăn. Vì mình thấy mọi thứ cái mình cũng đơn giản, cái gì mình có. Vâng. Tất nhiên có những cái mà tôi thấy ở đây nó chưa thể hiện đến những cái quyền thừa kế chẳng hạn. Vì tôi biết chắc là bố mẹ tôi có nhà mà sau này sẽ mình ở đấy. Vâng. Thậm chí những tài sản rất lớn. Vâng. Thì những cái chuyện đó là rất nhiều cái muôn mặt của đời sống. Tôi tin rằng là nó không bao giờ phản ảnh không hết được hết. Vâng. Thế nhưng mà quan trọng là này, là người ta phải bắt đầu một cái thói quen. Và thói quen này đối với thế giới là chuyện rất bình thường rồi. Là tài sản anh phải minh bạch. Thôi. Cho nên cái bản khai đầu tiên tôi cho là quan trọng. Quan trọng là vì không thể nào kiểm soát hàng triệu con người đâu. Nhưng mà khi người ta đã phát hiện ra thì cái sự không minh bạch ấy nó trở thành một những yếu tố mà có thể bị cái chế tài pháp luật nó điều chỉnh. Vâng. Vậy thì sau khi mà kê khai bản khai này rồi thì thường là ở trong ngăn kéo, ở trong nội bộ không ạ? Thì nếu bây giờ có người ta đưa lên trên mạng, lên những cái phương tiện chung để mọi người có thể vào xem được thì có vấn đề gì không ạ? Ông Quốc thấy có vấn đề gì không ạ? Cá nhân tôi thì chả thấy vấn đề gì cả. Vâng. Ông Thọ có thấy vấn đề gì không ạ? Ở đây thì rõ ràng là tôi rất chia sẻ về cái bình thường. Biến cái việc kê khai này nó thành cái bình thường. Nhưng mà trước hết phải nói trong cái tư tưởng lãnh đạo quản lý phải coi được cái việc ấy nó là bình thường. Nếu mà muốn bình thường thì các vị phải gương mẫu. Vì chúng ta sống là cái nhìn lên trên.
chứ không phải nhìn chính bản thân chúng ta. Cho nên nếu mà không trên một không gương mẫu kê khai ấy, thì rất là khó. Trước hết thì cái mức độ ban đầu ấy là thôi, tôi kêu gọi cái sự trung thực của các anh đã. Các anh là cán bộ, các anh phải trung thực. Cán bộ cao là trung thực cao, cán bộ thấp thì cũng trung thực. Nhưng mà cái mức độ là chúng tôi chưa kiểm soát mạnh. Nhưng mà cái khía cạnh cầu toàn là không được. Cầu toàn có nghĩa là ta phải có một cái cơ chế kiểm soát rất là tốt thì mới cần. Thì chúng ta cứ coi như là chúng ta có kê khai lần đầu được 50%. Đã là tốt lắm rồi. Tôi nghĩ là 50%. Nếu mà còn tiền mặt thì biết cái thứ gì thôi, tôi ta loại cái thứ đó ra anh Quốc ạ. Thì chúng ta còn 6-70%. Anh cứ kê khai lần đầu đi. Năm sau sẽ như thế nào, năm sau như thế nào. Tôi cho là 3 năm thì nó sẽ loại bớt đi một số cái gian dối. Nhưng nếu như cái việc kiểm soát bắt đầu. Chứ chúng ta không thể hoãn 3 lần như thế này được. Cái luật này mà hoãn 3 lần cái kê khai này là rất nguy hiểm cho cái sự cải cách và công tác cán bộ. Cái đó là cái dứt khoát. Cho nên chúng tôi nghĩ là một khía cạnh là chúng ta có thể xem xét chi tiết về mặt gọi là nghiệp vụ đấy. Có cái điểm nào cần bổ sung không? Thế rồi có cái chỗ nào còn lỗ hổng không? Được. Cái nào khó khăn cho người kê khai không? Thì một cái điểm nữa là chúng ta không nên cầu toàn. Không nên cầu toàn. Chúng ta cứ như thế này, theo tôi nghĩ, cái bản kê khai mà chúng ta được nhìn thấy trước mặt chúng ta là chúng ta đã từng kê khai. Ok. Vâng. Tôi nghĩ này, một xã hội lý tưởng là mọi cái đều minh bạch. Vâng. Ở nhiều nước là mọi người dân đều phải có trách nhiệm kê tài sản. Những người giàu thì phải đóng thuế, nhiều đóng thuế. Những người nghèo nhà nước sẽ hỗ trợ dựa trên những cái đó, cái sự khai đó. Thế nhưng mà để đưa nó vào một cái xã hội mới như ta, thì nguyên tắc nhất là nước ở các xã hội phương Đông là cái tính gương mẫu là quan trọng. Cái tính gương mẫu là rất quan trọng. Trên thế nào thì dưới thế đấy. Cho nên tôi nghĩ rằng là đây nếu ta nên làm là đầu tiên tôi khuôn lại trong cái giới công chức, đương nhiên. Nó là một điều kiện, anh muốn là công chức anh phải làm cái chuyện đó. Vâng. Đúng không? Tức là anh muốn làm hải quân thì phải biết bơi. Thì cái chuyện đó là bắt buộc. Còn nếu không anh có thể không làm công chức nữa. Cái thứ hai là trong công chức ấy, thì nhất là ta hướng tới cái mục tiêu chống tham nhũng. Những người có khả năng tham nhũng nhiều nhất thì lại phải có minh bạch nhất. Tức là người chức to. Tôi nói khả năng thôi, chức to. Và khi người ta chứng minh là cái những người chức to ấy mà người ta công khai minh bạch thì điều đó làm tăng thêm lòng tin của mọi người. Và những cái khác sẽ làm. Và xong công chức làm xong thì có thể ngoài công chức làm. Nếu người ta thấy làm cái đó có lợi cho cái xã hội và cho chính bản thân nó nữa. Vì thế tôi cho là quan trọng là cứ phải làm đã. Và đầu tiên kiểm nghiệm là gì? Kiểm nghiệm những người lãnh đạo như thế nào. Vì lãnh đạo là một số lượng nhỏ, dễ kiểm soát. Dễ kiểm soát hơn. Quyền lực thì rất to nhưng mà số lượng rất nhỏ. Và cái tính gương mẫu của họ sẽ lan tỏa ra cho mọi người. Đấy là con đường tôi cho là tốt nhất, nhanh nhất. Tôi cũng có thể liên tưởng cái hơi xa câu chuyện chúng ta một tí. Tôi học tập tư tưởng Bác Hồ chẳng hạn. Bác Hồ vĩ đại là gì? Là người có quyền lực mà giữ được đạo đức. Cái đó là khó lắm. Chứ người dân bình thường thì người ta cái đạo đức người ta học rất là bình thường. Học ông cha mình thôi, chả cần nhất là lãnh đạo. Cho nên lẽ ra cái câu chuyện học mặt Bác Hồ là đầu tiên các nhà lãnh đạo phải học. Những người có quyền lực phải học. Và người dân là người chấm điểm. Chứ hình như chúng ta làm ngược lại là dân học, lãnh đạo là chấm điểm thôi, đánh giá thôi. Cho nên ở chính chúng ta nếu là làm đúng ý, thì tất cả những cái đó đều mang lại hiệu ứng rất tốt. Mà nhất là chúng ta nghĩ là hơn bao giờ hết lúc này, những người lãnh đạo phải tỏ ra là mình chính là người gương mẫu, người đi trước, người đi đầu. Và nó sẽ là một cái động lực để cho cái xã hội nó thay đổi. Thật ra là với cái mẫu này làm thì tôi nhận thấy rằng là các cái đối tượng tài sản ấy, dựa theo cái gọi là cái quyền tài sản theo luật dân sự thì ở đây nó không bám vào. Nó chẳng qua nó chỉ là hiện tượng thôi. Dạng như kiểu là tài sản rồi là công trình rồi các cái gọi là bất động sản và động sản thôi. Nhưng mà thật ra thì nó còn nhiều thứ khác nữa. Bao gồm kể cả là như là giáo sư nói, cả quyền thừa kế, cả các cái vấn đề liên quan đến các cái quyền đối với cả vật có giá trị, có giá ngang tiền, kiểu như vậy. Thì bản quyền. Có trong đấy ạ. Nhưng mà thật ra như này, thật ra mà với cái cách mà như thế này, bây giờ giả sử là với cái biểu mẫu như thế này ấy, mà bây giờ mà để kê khai ấy, thì tôi cho rằng là cái cách mà viết ấy, và hơn nữa là cái gọi là các cái vấn đề liên quan đến cái việc là viết ấy, thì thậm chí là như là giáo sư nói là rất là đúng. Đối với cả cán bộ gọi là giả sử như là mới ra trường được vài năm
thì kê khai thì chỉ cần có khi là 2-3 cái viết là xong. Bây giờ có những cán bộ 30 năm giả sử thế, thế thì vấn đề kê khai này thì nó sẽ tương đối là dài, nhưng không thể nào mà theo cái kiểu là bây giờ thôi cứ năm nay cứ kê khai tạm từng này sang năm kê khai tạm từng khác. Về nguyên tắc của kê khai mà tôi cho rằng là cái này là sau này để dễ kiểm soát, là khi kê khai là buộc phải kê khai đủ, còn khi đã chấm dứt việc kê khai thì đồng nghĩa với việc là phát hiện có những tài sản mà chưa được kê khai thì coi như đấy là gian dối. Đúng rồi. Nó phải rất rõ ràng như thế, chứ còn không có chuyện năm nay thì kê khai một phần, sau năm này kê khai tiếp. Đấy thì tôi cho rằng là với cái cách hiểu như thế và cái cách suy nghĩ như thế, và tôi đồng tình với cả giáo sư là bản chất câu chuyện bây giờ là phải nhìn vào cái góc độ là các cái đối tượng có nguy cơ cao, nguy cơ cao cho cái khả năng có thể tham nhũng, thậm chí là có những vị trí mà có thể là không phải là lãnh đạo nhưng mà ở một số những cái vị trí ở trong cái bộ máy hành chính và làm về cái dịch vụ hành chính công chẳng hạn, thì thậm chí có những cái đối tượng là có thể không phải là lãnh đạo nhưng mà nó thuộc nhóm nguy cơ cao. Đó. Như là đất đai hay là cung cấp giấy phép đúng nữa, rồi. Tài nguyên. Thì tôi cho rằng là cái việc kê khai là phải rất rõ ràng. Ngoài ra là cái việc kê khai này thì nó còn có cả vấn đề liên quan đến cái việc là kiểm soát cả về vấn đề liên quan đến việc là cái tài khoản thuế thu nhập cá nhân này, rồi các vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng. Còn nếu như trong trường hợp mà tiền mặt thì thậm chí là ở một số nước là người ta còn có cả cái cảnh sát tư pháp, cảnh sát mà người ta làm chuyên về thuế, cảnh sát người ta làm chuyên về các vấn đề liên quan đến việc là thuế này, là người ta có một cái bộ phận riêng gọi là cái có thể mình không gọi là cảnh sát nhưng họ là các cái cán bộ mà tư pháp, họ làm các cái việc là điều tra xác minh thông tin đối với cả những đối tượng nghi phạm là có khả năng trốn thuế. Thế thì tại sao mà cái việc kê khai hiện nay nó đang chỉ dừng tại cán bộ công chức? Thực tế một điều là trong cán bộ công chức ấy, mà đi theo đúng ngạch cán bộ công chức ấy, thì nó dẫn đến một thực trạng là hiện nay giờ theo đánh giá của gọi là Bộ Nội vụ ấy, thì cái việc mà cán bộ công chức mà học chính thống sau đó đi làm cán bộ công chức thì đến giờ phút này là đa phần là thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Trong thời gian vừa qua là chúng ta đã mở rộng tương đối nhiều, thậm chí là có cả tuyển ngoài đối với cả doanh nghiệp, thậm chí là tuyển thẳng trực tiếp doanh nghiệp vào một số các vị trí lãnh đạo. Kể cả là mời một số những cái người mà làm về công tác doanh nghiệp, thậm chí là nếu như giả sử mà có thể thì đăng ký ở các cái cơ quan nhà nước tại địa phương. Thậm chí tôi thấy có những người mà hiện nay bây giờ là mà về làm chủ tịch, phó chủ tịch phường, mà họ trước đây họ đã từng là doanh nghiệp, họ làm doanh nghiệp xong họ làm phó chủ tịch quận. Mà đợt vừa rồi là chúng ta làm cái công tác luân chuyển rất là nhiều. Đấy là công tác cán bộ. Thì tôi cho rằng là cái này nó không phải chỉ dừng lại ở đội ngũ cán bộ công chức, thậm chí là nhóm có khả năng tham gia vào các cái hoạt động về cán bộ công chức, thậm chí là nhóm các cái tức là người nào cứ tham gia vào cái công tác về quản lý xã hội và làm về chính trị là đều cần phải kê khai, chứ không cứ gì là chỉ có cán bộ công chức. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây là một cái xã hội minh bạch. À, khi là một cái xã hội minh bạch thì đồng nghĩa việc là tất cả những người nào mà giả sử ông không kê khai nhưng khi mà phát hiện ra và khi mà ông làm về cái công tác này, giả sử là làm về chính trị thôi, làm chính khách thôi thì cũng vẫn phải kê khai. Còn nếu mà làm doanh nghiệp thường công thường thôi thì vẫn phải kê khai dựa trên nguyên tắc là kiểm soát thuế, rồi thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, đúng không ạ? Vâng. Thế thì tôi cho rằng một số những quan điểm như thế. Tôi nghĩ là thực trạng như vậy là chúng ta đã nói tương đối rồi về cái thực trạng của việc kê khai hiện nay, rồi tính hình thức. Bây giờ nói về cái việc giám sát ạ, thì có rất là nhiều luồng ý kiến khác nhau. Đây là số thứ 9, 8 số trước thì có khách mời nói là đưa lên mạng thì nó sẽ ảnh hưởng đến thông tin cá nhân. Có người lại nói là đưa lên đó thì để tất cả người dân có thể giám sát, mà không ai giám sát tốt bằng người dân cả. Mà không ai giám sát tốt bằng xã hội cả. Không một bộ máy nào có thể đủ để có thể giám sát tất cả những cái bản kê khai này được. Thì không biết là các khách mời đây nghĩ thế nào về cái việc giám sát này, phát hiện và giám sát ạ? Tôi nghĩ cái quan trọng nhất là cái cơ quan chức năng nó phải có đủ cái năng lực nhất nhanh nhạy phân tích, nhất là đưa lên mạng thì phải nói trong cái thế giới mạng bây giờ thì nó vô cùng đưa lên website của các bộ ngành địa phương, cái là gì cái lời chính thống, cái gì phải đeo theo kênh chính thống. Đây là một tính rất minh bạch, nghiêm túc, tôn trọng cả cái người cái đương sự, tôn trọng ý kiến của người đóng góp. Và như thế cái chế tài đối với kể cả người phát hiện mình phải đặt ra. Có những cái nếu mà anh xuyên tạc anh này thì anh bị chịu trách nhiệm pháp luật, tức là phải có hệ thống pháp luật kèm theo. Khi chúng ta một xã hội minh bạch là một xã hội được điều chỉnh toàn bộ bằng pháp luật.
Nhưng ông Quốc có công nhận là những cái phát giác thời gian gần đây thì đều từ người dân, đều từ những báo chí, phương tiện truyền thông báo chí đúng không ạ? Cái đó là một bài học để chúng ta thấy là lấy người dân và phát giác rồi cái bộ máy có vẫn gần vận hành vẫn hết sức trì trệ. Mà trong đó luật có thiếu đâu. Đấy, một vài cái vụ phát triển biệt phủ này biệt phủ kia giải quyết mãi không xong. Thế nếu mà chúng ta mở rộng tràn lan thì cái bộ máy nào? Đấy chúng ta chưa bàn được câu chuyện là ai là tổ là cơ quan giám sát được phân công. Thanh tra chính phủ và giám sát cái xã hội bình thường cái đúng chức năng đã đặc biệt rồi. Thì bây giờ giải quyết như nào? Và đã đưa ra mà không làm thì có nghĩa là nó lại phản tác dụng. Bằng là cái hiệu ứng ngược lại. Nhất là cái lòng tin của người dân. Nhưng rõ ràng là người dân mới là những người giám sát tốt nhất đúng không ạ? Cái điều đó là cái nguyên lý, là nguyên lý xã hội. Thời nào thế thôi. Tôi thì cũng chia sẻ ý kiến của đại biểu dân Trung Quốc, nhưng mà cũng phải như thế này, khi kê khai xong thì các bạn này phải được nộp lên. Ví dụ như cấp phòng thì có thể là chỉ ở đến cơ quan bộ. Thế nhưng mà bây giờ những cái cán bộ cao cấp ở đâu? Cứ nói với quản lý trước thôi, anh công khai. Nếu mà anh công khai những cái tài sản của những cán bộ cao xưa đến giờ là chưa có, mà thậm chí ông hàng xóm mình như nào mình cũng không biết. Vậy anh công khai hết mọi thứ, đấy là những cái vấn đề là phải căn cứ vào những cái luật này luật kia, hoặc là cái tính nhạy cảm của nó, hoặc là cái tính chính trị của nó, vân vân. Tôi thì ủng hộ về nguyên tắc là công khai, thậm chí là trên mạng, nhưng mà cái này phải hết sức cân nhắc. Đây không phải là chúng ta sợ là những cái kẻ xấu lợi dụng rồi nói xấu rồi vân vân các thứ, mà cái tác dụng của nó. Thí dụ bây giờ anh công khai này thì những cái vấn đề cá nhân của họ, rất nhiều những cái tài sản, thí dụ như về thừa kế như anh Dương Trung Quốc nói, thí dụ như là bảo không, tôi vào nhà ông ấy tôi thấy có những bức tranh hàng triệu đô mà ông ấy có ở đây đâu. Thí dụ những bức tranh ấy chẳng hạn như có mấy chục nghìn rồi, hoặc là mấy trăm nghìn, mấy triệu chẳng hạn, thí dụ như thế. Tức là nó gây cái này là nó có giữa cái minh bạch với cái sự thật, cái minh bạch của sự thật và cái minh bạch của cái sự giả dối, là cần phải cân nhắc cái công khai này. Tất nhiên là chúng ta không nên chia sẻ cái ý kiến rằng là vì cái tế nhị, vì cái quyền cá nhân, quyền riêng tư để mà chống lại cái chủ trương này của Đảng và Nhà nước. Theo tôi nghĩ là như thế. Hiện nay có một cái xu hướng nó lại có vẻ như là không nên công khai vì đây là cái quyền riêng tư, rồi là cái quyền bí mật cá nhân, rồi vân vân các thứ này nọ. Tôi lại phản đối cái việc đó, nhưng mà cũng phải tính đến cái việc là cái cách anh từng bước, cái lộ trình chúng ta làm cái như này. Thí dụ trước hết là chúng tôi công khai những cái gọi là những cái đại biểu nó ít ảnh hưởng ở công chúng, ra công chúng trên mạng, sau đó là chúng ta làm những cái công khai ở những cái thí dụ như là ở cấp này tôi sẽ làm thanh tra trong bộ là phải nắm được, ủy ban kiểm tra của Đảng là phải nắm được, phải tất cả cái đó phải công khai ở những cái nơi đó cho tất cả những cái thành viên đó phải biết, hoặc cấp cao hơn thì là phải như thế. Có nghĩa là cái mức độ công khai thì nó có thể là nó phân cấp, và dần dần chúng ta đưa cái công khai đấy nó trở thành như là một cái thói quen, như một cái chúng ta biết. Đấy. Nhưng đó cũng đã là thực tế rồi. Hiện nay thậm chí là còn phải niêm yết công khai ở tại cơ quan này, rồi tại nơi mình sinh hoạt Đảng này, tức là rất là nhiều mà vẫn không có những cái phát hiện ra được. Vâng. Cái này tôi phải chia sẻ luôn với chị Phương Chi ở cái điểm như thế này. Bây giờ nó đang có một cái xu hướng, thí dụ như là ngay cả cái cơ quan tôi nó gọi là xã hội hóa, hay là chúng ta là tự chủ, đúng không nhỉ? Tự chủ có nghĩa là gì? Cái cơ quan chúng tôi, cái đơn vị chúng tôi là phải tự sống, dần dần phải tiến tới tự sống, bỏ cái bao cấp đi, bỏ hết cái gì. Thế thì cái lợi ích của tập thể, cái lợi ích của nhóm này, của cái đơn vị nó trở thành một cái khối khá vững chắc. Cho nên không dễ gì một cái cá nhân mà dám phát biểu về cái việc ông lãnh đạo như thế này để nó không ảnh hưởng đến cái thu nhập chung. Cái này là nó có một cái nó gọi là cái rủi ro, cái đấy rất lớn. Cho nên là chị Phương Chi và tất cả các bạn phải nhìn thấy cái vấn đề này, nhìn thấy cái vấn đề, tức là người ta sẽ bảo vệ cái lợi ích nhóm đấy, cho nên vì vậy nó không công khai ra được. Vâng. Tôi đảm bảo cái việc đó là cũng có một số cái xì xào,
cũng có một số cái gọi là nghi vấn, và thậm chí là có thể là về mức độ thân từ cái quá khứ, người ta biết được ông này có những cái tài khoản nó không kê khai, nhưng ai dám nói cái việc đó. Vâng, vâng. Nói cũng không được ủng hộ. Vì thế nên chúng tôi mới đưa ra cái giải pháp là chúng ta cứ công khai lên website của các bộ ngành, từng đơn vị một, thì rõ ràng nhiều người dân, những người giám sát bên ngoài có thể không, cái này có rồi chứ. Thí dụ như chỗ chúng tôi, khi mà ông giám đốc cho lên tất cả các trưởng phòng thì người ta dán lên một cái bảng. Vâng. Người nào đi qua cũng có thể thấy. Nhưng cũng... đó chỉ là nội bộ, dán lên bảng thì cũng chỉ là nội bộ của đơn vị đó thôi ạ. À. Vâng. Đấy. Thế thì cái việc công khai này tôi nghĩ là, theo tôi nghĩ là có vẻ là từng cấp một, từng bước một, và chúng ta làm như thế dần dần nó có lẽ là phù hợp hơn với cái thể chế này. Vâng. Nhưng nếu bản kê khai của ông Thọ mà đưa lên mạng của Bộ Kế hoạch Đầu tư hay của bên đơn vị của ông thì có vấn đề gì không ạ? Tôi nghĩ rằng là rất là minh bạch. Vâng. Đó. Tức là không có vấn đề gì. Không gì có ạ? Vấn đề gì cả. Và thậm chí là nhiều khi là tôi nghĩ là có lẽ là trong khi mà nó nói về cái tài sản ấy, cái ông lãnh đạo ông báo cáo cái tài sản ấy, tôi nghĩ là giá như các ông ấy công khai hết, tôi nghĩ là một cái người nào đó nó chứng giám cho cái tài sản này nó là công khai minh bạch. Thế rồi ông nói rằng đây của tôi đấy, như thế này rất là dễ dàng, một cái xã hội cởi mở như thế thì rất là tốt. Được. Tôi ngồi dưới tôi nghĩ như thế thì nó rất là tốt. Tất nhiên cũng có những cái việc khó vì cái cạnh pháp luật, như là luật sư có nói, một bức tranh hoặc là quyền thừa kế, như là ở trong này nó có hết rồi nhỉ, nhưng mà có cái định giá là cũng không ai làm được, cho nên người ta vẫn có thể, người ta chưa thể minh bạch ngay được. Thế thì cái các đơn vị tổ chức đều bảo vệ nội bộ họ đã, cho nên chính vì cái nghi vấn là không, nó không ra được ngoài là vì thế. Bởi vì sao, ai mà tố cáo, ai mà có ý kiến thì lập tức người đó bị loại khỏi đơn vị một cách chính thức hoặc là không chính thức, hoặc là ngồi chơi xơi nước, hoặc là gọi là không còn được. Như vậy thì chứng tỏ là không minh bạch thôi. Đấy, không, tức là tôi công khai như đấy. Vậy thì kê khai chỉ hình thức thôi, đúng không? Cái đấy là cái thực tế. Vâng. Thật ra thì tôi cho rằng như này, cái việc mà công khai ấy, thì đúng là quan điểm là cũng cần phải công khai. Nhưng mà tuy nhiên thì là có một số những cái vấn đề ở trong này, nếu mà nó liên quan đến cái quyền nhân thân mà theo luật là được bảo hộ, thì trong trường hợp này thì chúng ta có thể là công khai, nhưng công khai một phần. Còn cái cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát thì người ta sẽ buộc phải nắm tất. Nhưng mà cái việc công khai thì có thể là công khai một phần. Việc công khai theo quan điểm của tôi thì là công khai, nếu đã công khai là phải công khai đại chúng, chứ không phải là công khai nhóm nhỏ nữa. Tôi nghĩ thế, đã là công khai thì phải là công khai mở. Nhưng mà cái giới hạn của các cái thông tin ở trong bản kê khai này, thậm chí là danh mục. Bởi vì tôi cũng nhớ là đợt trước là khi mà tôi xem ở trên mạng về vấn đề liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ chẳng hạn, thì trước khi mà tham gia ứng cử là thậm chí là phải có một đơn vị, gọi là một cái đơn vị độc lập. Họ liệt kê, họ đánh giá toàn bộ tất cả các tài sản của ông. Đấy là trước khi tham gia ứng cử. Để đến lúc mà nó phải minh bạch. Thậm chí là người ta còn công khai toàn bộ luôn cả nguồn thu nhập, cả tổng tài sản, cả các vấn đề liên quan, để lấy ý kiến trước khi mà họ tham gia vào danh sách ứng cử. Thế thì chứng tỏ là vậy, điều là đương nhiên là cái việc công khai đại chúng thì không phải là chỉ có chúng ta bây giờ mới mong muốn, mà thậm chí là các nước tân tiến trên thế giới họ đã làm rồi, và họ làm từ lâu rồi về việc là công khai đại chúng rồi. Đấy, cho nên là tôi cho rằng là cái việc mà công khai thì không phải công khai nhóm nhỏ. Tôi nghĩ là nếu đã công khai thì công khai đại chúng. Ông có nghĩ sao? Nó có một vấn đề này, là đây là mình làm lần đầu tiên. Cho nên đặc biệt là cái gọi là cái nguồn gốc nó rất là phức tạp. Cho nên không phải không có cái lý khi có những cái nơi có những cách suy nghĩ là gì? Thôi, ta có chuyện cũ thông bàn nữa, bắt đầu từ thời điểm này đi. Có thể là cách đặt vấn đề đó cũng thể gặp cái phản ứng là như thế, anh xí xóa những cái này kia về câu chuyện tham nhũng nó kéo dài lâu lắm rồi. Thế nhưng nếu mà anh còn có để truy nguồn gốc thì lực ai là người truy? Đó, thật ra là cái điều mà... Ví dụ như là rất nhiều cái bộ luật là gì? Kể từ nay, thì ta sẽ... Thì đây là một cái làm cách đặt vấn đề thôi. Thế nhưng mà dẫu sao chăng nữa, tôi vẫn nghĩ rằng nên khuôn lại một cái số đối tượng. Những đối tượng mà cái khả năng tham nhũng cao và đối tượng mà người dân quan tâm. Người dân là rất quan tâm. Chứ còn bây giờ người hàng xóm thì làm chuyện khác. Nếu người hàng xóm làm một cái người mà có một cái vị trí xã hội nào đó thì người dân quan tâm.
Chứ nếu người hàng xóm là người bình thường mang gọi là đố kỵ nhau rồi cứ mang ra moi móc nhau, đó là trở thành cái hỗn loạn xã hội không cần thiết. Cho nên nên giới hạn lại một số cái đối tượng, ít nhất mang tính gương mẫu rồi dần dần từng bước nó lan tỏa ra, nó trở thành một cái tập quán, một cái người sống xã hội hiện đại. Như vị đại biểu nói đấy thì tôi, vị đại biểu Quốc hội nói thì tôi cho rằng cái này vấn đề khó đang nằm ở cái chỗ là bây giờ truy xuất nguồn gốc. Nếu như bây giờ đồng nghĩa với việc là chấp nhận để bỏ qua, tức là trước đây như nào tôi không quan tâm, tôi bây giờ cứ kê khai đi, kê khai đủ đi, chúng ta không soi lại cái ngày xưa nữa, thì đồng nghĩa với việc là nó lại có dấu hiệu về việc là thỏa thuận rồi là bỏ lọt, đúng không ạ? Nó lại có dấu hiệu là gọi là đàm phán để mà gọi là cho qua tất cả những cái gọi là những cái hành vi trước đó, có thể thậm chí là hành vi tham nhũng, hành vi phạm tội. Thậm chí là lương của một cán bộ lãnh đạo cao cấp thì không thể nào mà để có thể là 80 năm thì mới đủ mua cái nhà, nhưng mà tự dưng có cái nhà đấy chẳng hạn, mà chẳng phải là do bố mẹ cho, chẳng phải do làm ăn kinh tế gì cả, cũng chẳng phải do buôn bán kinh doanh đất cát, bởi vì là có chênh lệch địa tô. Bây giờ tự dưng mà có được thì câu chuyện còn lại nó lại là câu chuyện khác. Thế thì bây giờ vấn đề đặt ra là như này, cho dù có bỏ qua đi chăng nữa thì chưa chắc đã dám kê khai. Mà bỏ qua rồi mà vẫn kê khai lên thì cái ông mà cho bỏ qua ấy, thì chưa chắc đã được dân đồng tình. Đấy, cho nên câu chuyện còn lại là bây giờ đang lùng bùng ở chỗ đó. Nó dẫn đến một cái thực trạng là bây giờ có rồi, có hướng dẫn rồi, có mọi thứ rồi, nhưng mà việc thực hiện thì nó lại tắc từ trên tắc xuống, chứ nó lại không phải là tắc từ dưới. Chủ yếu từ trên tắc xuống. Vấn đề nó là thế. Thì tôi nghĩ là như vậy. Có một cái điểm nhỏ tôi xin bổ sung như thế này. Thế, nếu mà dùng cái bản kê khai tài sản này để làm công tác cán bộ, trong đó có quy hoạch, có bổ nhiệm, có các thứ, thì cần phải sử dụng nó đúng mục đích. Thí dụ như anh nói, tôi cũng khá là quan tâm đến cái tình hình của các nước dân chủ. Khi người ta kê khai tài sản, người ta vẫn bí mật tài khoản của họ có bao nhiêu tiền, vân vân, rất nhiều thứ nó bí mật ở đâu như thế nào, kể cả những các cái công ty lớn. Nhưng mà của chúng ta mà kê khai theo, mà không khai theo cái kiểu này, nó sẽ vướng vào cái đó. Anh nói có một cái ý cũng rất hay, tức là khi ông Tổng thống Donald Trump, ông ấy ra tranh cử thì người ta yêu cầu ông, vì ông là một doanh nghiệp, một cái chủ doanh nghiệp rất lớn, một tỷ phú, yêu cầu ông phải làm hết xem có trốn thuế không, rồi vân vân, tất cả các thứ như này. Thì đấy là một cái bài học rất hay. Một, anh có sử dụng cái bản kê khai tài sản này để anh hình sự hóa không? Trong đó có hình sự hóa cái quá khứ, những cái anh chưa kê khai. Cái thứ hai này là anh có dùng cái bản kê khai tài sản với mục đích đấu đá phe nhóm chính trị không? Trong khi thời gian tới, hoặc là chuẩn bị trong cái nhiệm kỳ tới, để tư duy nghiên cứu rất là nặng. Thứ ba là nếu như mà bổ nhiệm hay là chuẩn bị làm một cái công tác nhân sự, thì tôi nghĩ là những cái người mà có quyền quyết định, hoặc là như châu Anh, như Trung Quốc này, phải được biết hết. Để tôi bầu ông chủ tịch nước, ông giới thiệu ra người này hoặc là các thành viên chính phủ, thì buộc cái việc đó phải công khai. Và không những là công khai cho những đối tượng nào quan tâm và đối tượng nào có trách nhiệm cái việc đó. Thí dụ như thế, ví dụ đại biểu Trung Quốc này, trước khi anh bấm cái nút bầu ông chủ tịch nước, hay là ông bấm nước là bấm nút bầu ông bộ trưởng này, dứt khoát ông phải biết cái ông này là có bao nhiêu tài sản, ông ấy có công khai mình mày không, vì sao? Bởi vì dân mình cứ nhìn vào mấy lãnh đạo mà sống thôi. Bác Hồ là cao nhất rồi, nhưng mà nhìn vào những cái tấm gương đạo đức đấy để mà sống. Cho nên cái việc đó là cái việc tôi nghĩ là công khai theo cái cách công khai là rất là quan trọng. Và cái cách giám sát là rất là quan trọng. Đấy, từng đối tượng giám sát là phải có như thế. Chứ ở Mỹ thì người ta có thể là các cử tri. Bởi vì sao? Người ta cả nước đi bầu ông Tổng thống này, đồng thời có các đại cử tri của các bang. Nhưng gần có hai cái cách bầu Tổng thống, thì cho nên là người ta công khai cái ông đấy. Nhưng ở ta ấy, thì lại là cái ông này ông kia thì là chỉ có anh Trung Quốc được bấm nút thôi, mình đâu có được bấm nút. Như vậy là ra cái bản khai nó chỉ là bản khai thôi, có ai nói là đúng hay sai thôi. Đúng rồi. À, biết ông này có cái này, ông có cái kia thôi. Và cũng chả biết nó có thật hay không thật. Mà hơn nữa là gì? Là đọc tại chỗ thôi. Ông thấy chỗ đấy, đấy rất là mà đóng sợ dấu mật thì làm sao được đấy, phải có một cái thời gian có ý niệm thôi, ý niệm cũng tốt, ít nhất có ý niệm ban đầu thì còn cho nó vẫn là hình thức
nó vẫn hình thức thôi. Chúng ta đang nghĩ những giải pháp để nó còn không là hình thức nữa. Vâng, thật ra thì nếu như mà nói như vậy thì phải thêm vào cái mục tiêu chí, ngoài cái việc là có cái chức năng chuyên môn tốt này, đảm bảo đủ các cái yêu cầu về mặt bằng cấp này, thì thêm có quan điểm lập trường tư tưởng chính trị vững vàng này, thì có thể minh thêm, tài sản. Thêm một cái vấn đề nữa là minh bạch về tài sản, trung thực và minh bạch. Hiện nay đến giờ phút này các cái tiêu chí đối với cả các cái chức danh ấy, thì thậm chí là không có cái tiêu chí là minh bạch về tài sản. Đấy. Chưa có cái tiêu chí đó. Vâng. Mà khi mà có cái tiêu chí đó ở trong luật cán bộ công chức chẳng hạn, minh bạch về tài sản chẳng hạn, minh bạch và chứng minh nguồn gốc thu nhập, thì trong trường hợp này là tự động sẽ loại bỏ được tất cả mọi thứ đấy. Nếu nó đưa vào luật, như vậy nó thành quy trình. Còn bây giờ hiện nay là đưa ra cái kê khai thu nhập, nhưng mà nó lại không nằm vào bất kỳ quy trình nào. Nó chẳng qua nó chỉ là thẩm định đánh giá thôi. Thì trong trường hợp này thì câu chuyện còn lại là nó chỉ dừng lại ở mức độ hiệu quả cho việc thẩm định đánh giá, mà nó không tạo ra cái hiệu ứng dây chuyền đối với cả cái công tác cán bộ. Vâng, tôi nghĩ như vậy. Không, cái này cũng có vài ý có thể bổ sung được. Anh Trung Trung Quốc thì có nói là, thì tôi đọc công khai, người ta đọc công khai trên đấy thôi, mà thu nhập ở trên nghị trường thôi, không, thì không có thời gian cả. Giao cho người một cái hồ sơ và người nghiên cứu. Vâng. Thế thì rõ ràng là anh ấy còn rất nhiều việc phải làm, không chỉ nghiên cứu cái này, nhưng mà anh nghĩ rằng là chẳng có vấn đề gì. Giả sử có ai dám như anh Dương Trung Quốc nhiều lần anh đứng lên anh phát biểu, chẳng hạn như là tôi thấy có một vị này có một cái bất động sản mà người ta không khai đấy không? Bởi vì sao? Bởi vì anh Trung Quốc có thể nghe ngóng rất nhiều với cái đại biểu của anh ở dưới, cử tri của anh dưới, nhưng liệu có ai dám nói thế không? Mà nói thế có tác dụng gì không? Cái đó là những cái mà chúng ta cần phải. Còn ở đây thì chúng ta cũng thôi nghĩ dần dần nó cũng phải tiến đến cái dân chủ đấy. Vâng. Nhưng mà đặt cái vấn đề gọi là một cơ quan độc lập, đấy là cái vấn đề mấu chốt của cái không bị những cái can thiệp hoặc là những cái sự chi phối để chúng ta giám sát, thì lúc ấy mới có mong. Nhưng mà chúng ta thì vô cùng khó, có lẽ là nên tìm một cái giải pháp trung gian. Trung gian có nghĩa là ta giao thêm quyền lực, giao thêm trách nhiệm, giao thêm lợi ích cho một số cái bộ phận, một số cá nhân, nhưng mà nhà nước vẫn quản lý, đảng vẫn quản lý, ví dụ thế, có cái tính độc lập tương đối. Vâng. Đầu tiên là tôi nghĩ như thế, chứ còn chúng ta chưa có một cái sự độc lập. Thì nó giống như thời kỳ ta bàn câu chuyện kiểm toán đấy. Đấy. Nó nằm ở đâu? Vâng, đúng. Nếu kiểm toán nằm ở trong chính phủ thì chính xác. Chính phủ tự trước hết đã. Trước hết là như thế cũng đã là tiến bộ rồi. Tra cái ví của mình khó lắm. Đúng. Đấy. Vâng. Hay nằm trên quốc hội, hay nằm độc lập. Đấy. Vâng. Trước hết là nó là như thế. Nó vẫn là trong chứ hệ thống. Chứ đúng, nếu tôi cho tra chính phủ thì ngoài cái chuyện khối lượng nó rất lớn, những cái mối quan hệ xã hội thì rồi cũng lại rơi tõm vào trong những cái gì đã từng xảy ra rồi. Vâng, đó cũng là một hiện thực hiện nay. Tôi thì tôi lại thấy có một vấn đề như thế này. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta gọi là xác định về mặt cơ chế nhé, xác định về mặt cơ chế thì nó sẽ gặp một cái khó khăn. Khó khăn ở chỗ là nếu như trong trường hợp mà cái việc kê khai này mà như là các vị nói là nó chỉ mang tính hình thức, thì đồng nghĩa với việc là nếu như bây giờ chúng ta xây dựng một cái gọi là cái đơn vị thanh tra kiểm tra. Đương nhiên là trong trường hợp này thì việc là đơn vị thanh tra kiểm tra thì không thể nào mà vượt quá các vị trí chức danh, các vị trí ở ví dụ như là nguyên thủ, là đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước, đứng đầu cơ quan hành pháp. Trong trường hợp này thì đấy như là đại biểu Quốc hội Trung Quốc nói đấy, là vấn đề là ra nó nằm ở đâu. Nếu mà cái đơn vị đấy độc lập, còn nếu như mà nó vẫn cứ nằm ở trong cái cơ chế thể chế như hiện nay bây giờ thì không thể nào mà nó, tức là về đối tượng thanh tra là sẽ bị hạn chế, đúng không ạ? Nó chắc chắn nó sẽ bị hạn chế về đối tượng, bởi vì nó chỉ cần bỏ lọt một đối tượng mà không thanh tra được là đương nhiên là hạn chế rồi. Đó, cái vấn đề thứ hai nữa là toàn bộ cả cái quá trình này ấy, phải xác định luôn là nếu như mà gọi là làm theo kiểu là minh bạch, nhưng mà minh bạch theo kiểu là ở trên một cái góc độ nào đó, sau đó thì giả sử là đóng dấu mật chẳng hạn, thế thì quy định của luật mà đóng dấu mật vào thì cái đấy không ai được biết, thậm chí là cái người mà biết thì cũng không được quyền nói ra, đúng không ạ? Cho nên khi đóng dấu mật vào rồi thì bây giờ là làm sao mà giả sử bây giờ đưa hồ sơ cho giáo sư và bây giờ bảo giáo sư khai vị đại biểu quốc hội, trong khi đó đóng dấu mật vào, thì về mặt nguyên tắc là nếu như mà giáo sư mà chỉ cần là nói ra thì đã vi phạm cái quy định về bảo mật rồi,
Đúng không? Thực ra tôi cho nên bắt đầu từ góc độ dân sự hóa, chứ đừng góc độ là luật luật lệ luật. Đúng rồi. Tôi lấy ví dụ này thôi. Ở các nước là chúng mình nộp thuế, đấy là nghĩa vụ công dân. Tôi cũng cảm nhận được khi bắt đầu đưa ra quốc hội ví dụ như thuế tài sản này ạ, hay thuế bất động sản này ạ, là rung rinh ngay. Chắc chắn là quốc hội sẽ nhiều người ở, kể cả tôi nữa, quả bom đấy. Và cái điều đó là tại sao mà quốc hội vẫn còn lưỡng lự nhiều như thế, mà trong đó nó là một cái tập quán xã hội rồi. Cũng như vấn đề anh nói là vấn đề tiền mặt từ lâu rồi. Có lần chúng ta là vì cái áp lực gọi là chúng ta tham gia vào những cái thỏa thuận quốc tế mà chúng ta phải ra cái luật rửa tiền ấy. Đúng. Ai biết rửa sao được, rửa nó khi tiền mặt làm thế nào canh được. Tôi bảo canh là mấy ông làm công tác ngân hàng là phải phát hiện, không bao giờ làm được cả, nhưng chúng ta vẫn phải thông qua vì cam kết quốc tế thôi. Và tại sao kéo dài cái tình trạng sử dụng tiền mặt đến giờ? Nó có ý đồ cả, nó có lý do của nó cả. Một lý do ở trên như vậy, tôi cho lý do ở dưới. Ở dưới thì người dân cũng thấy ngại phiền phức, thế nhưng mà chắc chắn là lý do là những người mà họ dễ bị đụng chạm nhất. Vấn đề tài sản thế, vấn đề bất động sản thế thôi. Ta cứ mạnh dạn làm đi, có thể lúc đầu làm ta chưa được tốt. Cái thuế thu nhập tôi cho quan trọng, nhưng thu nhập bây giờ vẫn thu nhập hình thức thôi. Thuế tài sản tôi cho là quan trọng. Ta cứ làm dần từng bước đi, khoanh từng đối tượng một, dần dần nó thành cái tập quán chung rồi. Bây giờ thuế tài sản mà bây giờ thuế thu nhập mà không kiểm soát được thì không thể kiểm soát được thuế tài sản. Vâng. Thưa các khách mời, thực ra chúng tôi thực hiện đến 9 số đối thoại và 13 số đối thoại bàn về luật phòng chống tham nhũng sửa đổi ạ. Thì cũng có rất là nhiều giải pháp, rất là nhiều hướng nhìn, nhưng mà chúng ta cũng không thể đòi hỏi một cái giải pháp quá là cầu toàn và toàn diện được. Nhưng vấn đề của chúng tôi đặt ra ở đây là đầu tiên là chúng ta phải kê khai trung thực đấy ạ. Kê khai đầy đủ, kê khai trung thực và chúng ta cảm thấy tự trọng. Chúng ta cảm thấy là mình kê khai thì mình phải có trách nhiệm với kê khai đúng. Xong sau đó thì là cái việc minh bạch, công khai là bắt buộc. Chứ chúng ta không thể nói là giấu mặt hay là trong nội bộ như cái tình trạng hiện nay nữa. Đầu tiên chúng ta làm được hai việc đó, chúng tôi nghĩ là đã phần nào cải thiện được cái tình trạng của cái việc là kê khai tài sản thu nhập hiện nay và góp phần vào cái công cuộc là phòng chống tham nhũng của chúng ta. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời với những góc nhìn khác nhau đã chia sẻ với chương trình đối thoại, cũng như khán giả của VTV về nội dung của bản kê khai, cũng như cái cách thức mà chúng ta kê khai hiện nay, đặc biệt đến câu chuyện của ông Quốc hay là câu chuyện của ông Thọ, cũng như là cái góc nhìn của doanh nghiệp từ góc nhìn của luật sư, thì chúng tôi nghĩ là đều rất là thiết thực và gần gũi với cả những khán giả quan tâm tới đề tài này. Thì chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời đã đến với trong quay đối thoại và chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chương trình và có thể là theo dõi tiếp kết quả của những cái việc kê khai này trong thời gian tới ạ. Xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.